Vị Bộ Quốc phòng Nga tối ngày 13 tháng 3 tuyên bố đã tấn công căn cứ huấn luyện ở Zatorib, miền đông Ukraine, nhấn mạnh đòn không kích tiêu diệt 180 lính đánh thuê ngoại quốc và phá hủy lượng lớn khí tài được nước ngoài chuyển cho Ukraine. Tối 13 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết Moscow đã tấn công căn cứ huấn luyện ở Zatorib, miền Tây Ukraine và đã tiêu diệt 180 lính đánh thuê ngoại quốc, phá hủy lượng lớn khí tài được nước ngoài chuyển đến cho Ukraine. Ông Konashenko nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tập kích những lực lượng đánh thuê nước ngoài. Ngày 13 tháng 3, vũ khí chính xác tầm cao của Nga đã đánh trúng trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Starichi và căn cứ huấn luyện Zavrib Chính quyền Kiev đã dùng các địa điểm này để huấn luyện và kết hợp lực lượng lính đánh thuê nước ngoài trước khi đưa lính đánh thuê ra đối đầu với binh sĩ Nga. Ngoài ra ở đó còn có một kho quân trang và các thiết bị kỹ thuật từ nước ngoài gửi tới. 180 lính đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt cùng một lô vũ khí bị phá hủy bởi cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tập kích những lực lượng đánh thuê nước ngoài. Vụ tấn công diễn ra sau khi thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine. Maxim Kozitsky, thống đốc tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, trước đó thông báo lực lượng Nga đã không kích trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế gần thành phố Lviv. Ông nói rằng đòn không kích được thực hiện bởi 30 tên lửa hành trình phóng từ máy bay Nga trên Biển Đen và Biển Uza Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 3 cũng lên tiếng xác nhận vụ việc. Ngày hôm nay là ngày thứ 18, ngày thứ 18 của cuộc chiến vì cuộc sống của chúng ta, vì Ukraine và giành độc lập. Ngày hôm nay khởi đầu thật đen tối. Tên lửa và bom của Nga lại tấn công dồn dập. Từ bình minh tới hoàng hôn, 30 tên lửa đã nhắm vào các mục tiêu ở khu vực Lviv. Hậu quả của vụ tấn công vào trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế là 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương căn cứ bị tấn công cách thành phố Lviv khoảng 40 km về phía tây bắc và cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km là trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine với sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó có quân nhân Mỹ và Canada. Đây cũng là địa điểm thường diễn ra những đợt diễn tập trung giữa binh sĩ Ukraine và các nước thành viên NATO. Quan chức NATO khẳng định không có binh sĩ nào của liên minh này hiện diện tại Ukraine khi được hỏi về đợt tấn công lực lượng NATO đã rút khỏi Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước này hôm 24 tháng 2. Cuộc không kích cho thấy Nga đang đẩy mạnh các cuộc tiến công ở phía tây Ukraine sau hơn 2 tuần chỉ tập trung công kích các mục tiêu ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông.